Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình sẽ giới thiệu bạn tham gia một chương trình airdrop nhận 1000 tốc cần có hiệu là Gbit từ sàn gbit.com nha các bạn. Thì để tham gia game này các bạn click phần link mô tả của mình dưới video, mở tài khoản bấm start nè bạn. Sau khi bấm start xong các bạn bấm join airdrop nha bạn. Sau khi bạn bấm join airdrop xong thì các bạn nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group, follow join kênh channel các bạn. Thì mình đã join rồi các bạn. Tiếp tục các bạn follow tại Twitter nha các bạn. Trên Twitter thì các bạn theo dõi nha các bạn. Các bạn like và chia sẻ bài viết đó game này các bạn. Mình sẽ get được 1000 tốc cần có hiệu là Gbit cỡ khoảng 50 đô các bạn. Các bạn sáng tăng 5 người bạn mình vào nha các bạn. Các bạn tweet lên các bạn. Tiếp tục các bạn bắt up lên các bạn. Các bạn chờ tweet chút xíu nha các bạn. Các bài tweet. Khoan các bạn. Cái bài tweet nó phải để mình coi nó có phải cái bài viết đã ghi không các bạn. Ok đúng rồi các bạn, là cái bài mình đã tweet các bạn. Mình bình luận tăng 5 người bạn vào người ta các bạn. Trả lời bình luận luôn. Rồi các bạn bắt đắp lên các bạn. Tiếp tục các bạn follow minimum nè các bạn. Các bạn nhấp vào các bạn. Trên minimum follow không được thì các bạn copy cái link minimum này các bạn. Các bạn qua mở trình duyệt Google mình các bạn copy các bạn. Còn không được nữa thì các bạn sẽ VPN thôi các bạn ơi. Vì Medium là một cái trang truyền thông tài liệu mà quốc tế mà nó bị chặn Việt Nam mình, nó chặn các bạn. Chặn Việt Nam mình các bạn. Ok nó không tải được các bạn, để mình thử một lần nữa các bạn. Không được thì mình phát IP các bạn. Thì các bạn lấy cái phần link mô tả của mình, các bạn tải về một cái phần mềm là tool VPN các bạn. Các bạn mở cái tool VPN ra nè các bạn. Rồi. Rồi sau khi các bạn mở VPN ra thì các bạn chọn vào dòng chat trên đây nè các bạn. Các bạn chọn giùm mình quốc gia Hoa Kỳ nha tất cả các bạn. Sao mà có tool VPN này đi. Rồi các bạn chọn Hoa Kỳ nha tất cả các bạn. Rồi các bạn đắp lại. Ok. Rồi các bạn bấm vào một kết nối nha các bạn. Thì các bạn chờ cho nó phát cái ID máy mình qua Hoa Kỳ bên nha tất cả các bạn. Các bạn follow minimum mới được. Rồi sau khi đã kết nối xong thì các bạn bắt đắp lên nha các bạn. Các bạn vào đây follow minimum là cái 1 rồi các bạn. Rồi nha các bạn, sau khi các bạn phát IP thì các bạn sẽ follow được, các bạn nhấp vào follow nữa các bạn. Follow win. Rồi sau khi nhấp vào follow win thì các bạn nhấp vào đây cái username của mình nằm chỗ này nè các bạn. Các bạn nhấp vào một trắng trắng nè các bạn. Có nhiều bạn không biết lấy username minimum nên mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn các bạn. Còn bạn nào chưa có tài khoản minimum thì đăng ký một cái tài khoản luôn đi nha. Trên máy tính thì mình follow dễ dàng lắm, còn mấy bạn trên điện ấy thì khó quá. Sao nha các bạn, rồi các bạn nhấp vào đây thì cả avatar mình thì sẽ thấy được cái username minimum mình nha tất cả các bạn. Rồi vì trang minimum mình nó rất là lót chậm nên sẽ quay lại con bot các bạn. Thì các bạn nhấp vào avatar mình sẽ thấy được cái username minimum mình luôn. Rồi các bạn trở về con bot Telegram, các bạn bấm vào một submit detail nha tất cả các bạn. Bấm vào submit detail nè các bạn. Lót chậm rì vậy ta. Rồi các bạn, sau khi bạn follow minimum xong thì bạn bấm submit detail rồi bạn bấm done nè các bạn. Nói các bạn có join group controller không? Tiếp tục thì các bạn gửi lại được link profile tại Twitter mình, thì các bạn mở tại Twitter mình nha các bạn. Vì con bot này khá là đơ các bạn. Vì cộng đồng khá là đông luôn, nên con bot nó đơ mình khó làm video lắm các bạn. Rồi bạn nhấp vào ba cho bên cùng các bạn, bạn nhấp vào hồ sơ nè các bạn. Các bạn nhấp vào ba cho bên cùng nè các bạn. Các bạn bấm vào chia sẻ nè. Rồi các bạn bấm vào sao chép về khai như tạm nè các bạn. Rồi sau khi bấm vào khai chép như tạm xong thì bạn mới đập lại, các bạn bắt. Để dừng mod bạn bắt từ đây các bạn.
gửi đường link vào file của mình lại cho nó nè. Đánh giá vào đây nha các bạn. Rồi bạn gửi cho bot nè các bạn. Tiếp tục thì gửi đường link vào file minimum thì các bạn nhấp vào ảnh avatar, các bạn copy dòng thời gian của mình nha các bạn. Để mình copy xong rồi mình hướng dẫn các bạn lấy nha các bạn. Bạn gửi cho bot nè. Thì để lấy được đường link profile minimum thì các bạn mở cái trang mà các bạn follow minimum hồi nãy các bạn trên Google Chrome các bạn. Các bạn nhấp vào ảnh này avatar của mình nha các bạn. Các bạn nhấp vào ảnh avatar của mình chỗ này nè, rồi các bạn copy dòng thời gian trên đây nè các bạn. Các bạn copy cái đường link minimum mình lại các bạn, copy dòng này nè. Rồi, các bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi tiếp tục yêu cầu gửi gì nữa đây ta? Các bạn chạy xíu các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn gỡ lại phần file các bạn. Đang. Tiếp tục thì các bạn yêu cầu các bạn gỡ địa chỉ BNB Smart Chain S20 nha các bạn. Thì các bạn mở địa chỉ Super của mình ra nè các bạn. Hoặc các bạn có thể dùng địa chỉ với Safiban nha các bạn. BNB Smart Chain nè bạn, hiện tại giá của một token BNB gần 600 đô các bạn, khá là tăng luôn các bạn. Trong tương lai sẽ lên 1-2.000 đô thôi các bạn. Rồi bạn gửi cho bot nè bạn. Mai lóc cầm luôn các bạn. Rồi nha các bạn join vào kênh nguồn góp Nisa, nguồn góp uy tín nè bạn. Rồi bạn bấm don nè các bạn. Rồi nó có twist and twist bot không, rồi bấm don tiếp tục nha bạn. Rồi bấm Z nha bạn. Rồi tiếp tục các bạn lấy link ghép mà chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm token cần nữa các bạn. Bấm vào xe tiếp để cập nhật tài khoản mình nha các bạn. Ok, balance của mình hiện tại token cần chưa cập nhật các bạn. Thì sau này nó sẽ phân phối chạy. Chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.